Cuốn 24 chương 36 giải thích 10 lực. Kinh: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn biết khắp 10 lực, 4 không sợ, 4 trí vô ngại, 18 pháp không chung. Đại từ đại bi của Phật nên học Bát Nhã Ba La Mật. Luận: 10 lực 4 không sợ là pháp vô thượng của Phật, lẽ phải nói trước. Cớ sao trên đây nói 9 tưởng 8 niệm trước? Đáp: 6 Ba La Mật là pháp ứng dụng của Bồ Tát trước đã nói. 37 đạo phẩm cho đến Bà Vô Lậu Căn là pháp của Thanh Văn. Bồ Tát thực hành 6 Ba La Mật đắc lực, rồi muốn vượt qua địa vị Thanh Văn Bích Chi Phật và muốn giáo hóa hạ người hướng về Thanh Văn Bích Chi Phật, khiến họ vào Phật đạo, cho nên chê trách đó là pháp tiểu thừa, bỏ rơi chúng sanh không có lợi ích. Hoặc các người Thanh Văn nói lại rằng: Ông là phàm phu chưa dứt kiết sử, không thực hành pháp Thanh Văn nên chỉ chê trách suông. Do vậy Phật bảo Bồ Tát phải đầy đủ 37 đạo phẩm của Thanh Văn, tuy thực hành các pháp này mà vì không có gì được, và vì chúng sanh hành tà hạnh nên Bồ Tát thực hành chánh hạnh này mãi mãi không bỏ. Các pháp ấy là không, không có gì được, nên cũng không mau thủ chứng Niết Bàn. Nếu Bồ Tát không hiểu, không hành pháp tiểu thừa mà chỉ chê trách thì ai chịu tin cho? Ví như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nếu trước không hành khổ hạnh 6 năm mà chê khổ hạnh là phi đạo, thời không ai tin thọ. Do vậy Phật tự hành khổ hạnh hơn người khác, nên khi thành Phật đạo chê trách lối khổ hạnh thì ai cũng tin chịu. Thế nên tiếp sau 6 Ba La Mật nói hành pháp Thanh Văn. Lại nữa, đây không phải chỉ là pháp Thanh Văn, mà trong pháp này có hòa hợp với ý không bỏ rơi chúng sanh, đầy đủ hết thảy Phật pháp. Do vì có không trí thấy không có gì được nên gọi là pháp Bồ Tát. Hỏi: nếu Bồ Tát đầy đủ 37 đạo phẩm, tại sao không chứng nhập vào địa vị theo pháp Thanh Văn? Đáp: đầy đủ là đầy đủ quán biết mà không thủ chứng, vì quán biết rõ ràng nên gọi là đầy đủ. Như Phật dạy: hết thảy sợ gậy đau, hết thảy đều tiếc mạng, lấy mình để làm dụ, gậy chớ đánh chúng sanh. Tuy nói hết thảy sợ gậy đánh, nhưng chúng sanh ở cõi vô sắc không có thân, ở cõi sắc tuy có thân mà không có roi gậy, ở cõi dục các đức Phật, chuyển lên Thánh Vương, trời dạ xoa trở lên đều không sợ roi gậy. Song vì sợ gặp chỗ roi gậy cho nên nói hết thảy, nói đầy đủ cũng như vậy, không vì mong cầu thủ chứng mà đắm trước pháp nên nói là đầy đủ. Lại nữa, trước đây tôi nói không bỏ rơi chúng sanh là vì có không trí bất khả đắc hòa hợp nên không đạo vào địa vị Thanh Văn. Hỏi: từ 6 Ba La Mật cho đến 3 Vô Lậu Căn chỉ nói phải đầy đủ, từ đó về sau cớ sao đều nói muốn được, muốn biết việc ấy hãy tập hành Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: pháp Thanh Văn có lượng có hạ nên nói phải đầy đủ, từ đó trở đi là các Phật pháp thẩm sâu vô lượng, Bồ Tát chưa được nên nói muốn được việc ấy hãy học Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, pháp Thanh Văn dễ được dễ biết nên nói đầy đủ, pháp Bồ Tát pháp Phật khó hiểu khó biết nên nói hãy nên học. Lại nữa, tướng tổng quát trong pháp Thanh Văn là chỉ biết khổ, biết nguyên nhân khổ, biết khổ hết, biết đạo hết khổ. Ví như hai hạng thầy thuốc, hạng thứ nhất chỉ biết bệnh, biết nguyên nhân bệnh, biết bệnh lành, biết thuốc chữa lành bệnh mà không biết tất cả bệnh, không biết tất cả nguyên nhân bệnh, không biết tất cả bệnh lành, không biết tất cả thuốc chữa lành bệnh. Hoặc chỉ biết trị bệnh người, không biết trị bệnh súc sanh, hoặc chỉ có thể trị bệnh một quốc độ mà không thể trị bệnh ở các quốc độ khác, có thể trị vài mươi thứ bệnh, không thể biết hết 404 bệnh. Đối với nguyên nhân bệnh, bệnh lành, thuốc lành bệnh cũng như vậy. Hạng thứ hai, đối với bốn thứ bệnh, nguyên nhân bệnh, bệnh lành, thuốc lành bệnh đều khắp biết. Khắp biết thuốc, khắp biết bệnh. Người Thanh Văn như thầy thuốc nhỏ không thể khắp biết, Đại Bồ Tát như thầy thuốc lớn không bệnh gì không biết, không thuốc gì không hay. Do vậy nên pháp Thanh Văn phải đầy đủ, pháp Bồ Tát hãy nên học. Mười lực của Phật: một, trí lực như thật, biết có lẽ ấy, không có lẽ ấy. Hai, trí lực biết các nghiệp, các lãnh thọ, biết chỗ tạo nghiệp, biết nhân duyên, biết quả báo của chúng sanh trong quá khứ, vị lai, hiện tại. Ba, trí lực như thật, biết đứng sai biệt các thiền, giải thoát tam muội, định cấu uế, thanh tịnh. Bốn, trí lực như thật, biết đứng các căn cao thấp của chúng sanh. Năm, trí lực biết các tướng dục lạc của chúng sanh. 6. Trí lực biết vô số tính của thế gian chúng sanh. 7. Trí lực biết tướng nơi đạt tới của hết thầy đạo. 8. Trí lực biết tướng chung, nhân duyên chung các đời trước, một đời, hai đời, cho đến trăm ngàn đời, kiếp ban sơ, tận cùng. Ta ở trong chúng sanh kia có họ tên, ăn uống,
khổ vui thọ mạng dài ngắn như vậy, như vậy. Chết trong kia sanh trong đây, chết trong đây này sanh trong đây, có họ tên ăn uống khổ vui thọ mạng dài ngắn cũng như vậy. 9. Trí lực Phật có thiên nhãn thanh tịnh hơn con mắt của trời người, thấy rõ chúng sanh khi chết khi sanh, đoan chánh hay xấu xa, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc đọa ác đạo hoặc đọa thiện đạo. Nhân duyên thọ báo như vậy, các chúng sanh ấy thành tựu thân nghiệp ác, thành tựu khẩu nghiệp ác, thành tựu ý nghiệp ác, phỉ báng thánh nhân, tà kiến, thành tựu nghiệp tà kiến. Do nhân duyên ấy khi thần hoại chết, xa vào đường ác, sanh trong địa ngục. Còn các chúng sanh ấy thành tựu thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện, ý nghiệp thiện, không phỉ báng thánh nhân, chánh kiến, thành tựu nghiệp chánh kiến. Do nhân duyên ấy khi thân hoại chết, sanh vào đường lành, sanh cõi trời. 10. Trí lực chư Phật sạch hết lậu hoặc, tâm vô lậu giải thoát, trí tuệ vô lậu giải thoát. Ngay trong hiện tại tự biết rõ sự thọ sanh của ta đã hết, việc trì giới đã làm xong, không còn tái sanh đời sau như thật biết. Hỏi, 10 trí lực ấy Bồ Tát chưa được, thanh văn bức chi Phật không thể được, nay vì sao nói? Đáp, người thanh văn tuy không thể được, nhưng nếu nghe được công đức 10 trí lực này, thời liền nghĩ, Phật có công đức lớn như vậy nên tự mừng rằng, chúng ta được thiện lợi, mong ít không ít, rồi sanh lòng tin thanh tịnh mà vào đạo, diệt tận khổ. Còn các Bồ Tát nghe được, lo sinh tu Bồ Tát đạo để được quả báo đại công đức 10 trí lực như vậy. Lại nữa, có hàng thanh văn và Bồ Tát tu niệm Phật Tam Muội, không phải chỉ nhớ nghĩ Phật thân, còn phải nhớ nghĩ các công đức pháp thân của Phật. Nên nhớ nghĩ Phật vì hiểu rõ hết thảy chủng, hết thảy pháp, nên gọi bậc nhất thiết trí. Vì khéo như thật phân biệt nói hết thảy, nên gọi là bậc thấy hết thảy. Vì hiện tiền biết hết thảy pháp, nên gọi là bậc biết thấy vô ngại. Vì tâm bình đẳng đối với hết thảy chúng sanh, nên gọi là bậc đại từ bi. Vì có đại từ bi, nên gọi là bậc cứu thế. Vì như thật đạo mà đi đến, nên gọi là Như Lai. Vì ứng hợp lãnh thọ sự cúng dường của tất cả thế gian, nên gọi là bậc ứng cúng. Vì thành tựu trí tuệ không điên đảo, nên gọi là bậc chánh biến tri. Vì thành tựu giới định trí tuệ, nên gọi là bậc minh hạnh túc. Vì không trở lại nên gọi là bậc thiện thệ, vì biết tướng chung tướng riêng của thế gian nên gọi là bậc thế gian giả, vì khéo nói đạo ra khỏi thế gian được yên ổn nên gọi là bậc vô thượng sĩ điều ngự sư, lấy ba thứ giáo pháp độ chúng sanh nên gọi là bậc thiên nhân sư, vì có thể tự giác cũng giác tĩnh người khác về phiền não ngủ ngầm của hết thảy thế gian nên gọi là bậc giác ngộ, vì đầy đủ mọi sở nguyện nên gọi là bậc có đức, vì thành tựu 10 trí lực nên gọi là bậc kiên thệ, vì được bốn điều không sợ nên gọi là đấng sư tử trong loài người, vì được trí sâu thẳm vô lượng nên gọi là biển đại công đức, vì hết thảy ký thuyết vô ngã nên gọi là như gió, vì không yêu ghét đối với mọi sự tốt xấu nên gọi là như đất, vì đốt cháy hết thảy củi kiết sử nên gọi là như lửa, vì khéo dứt hết thảy tập khí phiền não nên gọi là đầy đủ giải thoát, vì chú xứ tối thượng nên gọi là thế tôn. Phật có các thứ công đức như vậy cho nên niệm Phật. Do vậy Bồ Tát Mahātát muốn được 10 trí lực, 4 điều không sợ, 18 pháp không chung của Phật, hãy nên học Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, Phật trong núi Kỳ Xà Quật ở thành Vương Xá, khi nói Bát Nhã Ba La Mật này, 4 độ chúng của Phật và các ngoại đạo tại gia xuất gia, trời rồng quỷ thần, các loại đại chúng đều tập hội, Phật vào Tam Muội Phương Tam Muội, phóng ánh sáng lớn chiếu khắp thế giới nhiều như các sông Hằng, quả đất rung động 6 cách. Phật dạy Bát Nhã Ba La Mật, 6 Ba La Mật cho đến 3 vô lậu căn này, trong đó có chúng sanh nghi vì có lực gì, có bao nhiêu thứ lực mà có thể làm cho cảm động lợi ích không thể nghĩ nghỉ như vậy. Vì Phật biết tâm chúng sanh nghi như vậy nên nói ta có trí lực, biết thật tướng các pháp, trí lực ấy có 10 thứ, dùng 10 thứ trí lực ấy nên có thể làm cho cảm động biến hóa như vậy, cũng có thể làm quá hơn nữa. Do vậy nên nói muốn được 10 trí lực hãy nên học Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, đệ tử Phật đời đời gieo trồng căn lành mà vì một ít tội duyên nên đạo vào ngoại đạo, các ngoại đạo thường nói Phật không phải thật có lực công đức mà đó là lực huyễn thuật dối hoặc lòng người. Đệ tử Phật đạo vào ngoại đạo tâm sanh nghi, nếu như vậy thì Phật không phải là đại nhân. Vì muốn dứt loại phỉ báng ác đó nên Phật dạy ta thật có 10 trí lực, 4 điều không sợ nên độ chúng sanh chứ không phải huyễn dối. Lại nữa, các Bồ Tát tu Bồ Tát đạo theo việc khổ hạnh khó thành tựu, muốn giải đãi ngưng bỏ nên Phật dạy thực hành 10 trí lực này
sẽ được quả báo vô lượng. Ví như người chủ buôn ủy dụ các thương nhân rằng: các người cẩn thận chớ mệt mỏi, hãy tinh cần nỗ lực đi đến được núi báu, sẽ được bảy báu như ý Bảo Châu. Phật cũng như vậy an ủi các Bồ Tát rằng: không được mệt mỏi nhàm chán, hãy sinh tinh tấn tu Bồ Tát đạo, hành mười trí lực này sẽ được quả báo vô lượng. Do nhân duyên về các lợi ích như vậy nên nói mười lực. Hỏi: Phật có vô lượng lực, cớ sao chỉ nói mười lực? Đáp: Phật tuy có vô lượng lực, vì nhân duyên độ người nên chỉ nói mười trí lực là đủ để thành việc. Lấy trí lực biết có lẽ ấy, không có lẽ ấy mà phân biệt chủ lượng chúng sanh là có thể độ hay không có thể độ. Lấy trí lực nghiệp báo mà phân biệt chủ lượng người ấy có nghiệp chướng, người ấy có báo chướng, người ấy không có chướng. Lấy trí lực thiền định giải thoát tam muội mà phân biệt chủ lượng người ấy đắm vị, người ấy không đắm vị. Lấy trí lực thượng hạ căn mà phân biệt chủ lượng trí lực của chúng sanh nhiều hay ít. Lấy trí lực trùng trùng dục mà phân biệt chủ lượng chỗ lạc dục của chúng sanh. Lấy trí lực trùng trùng tánh mà phân biệt chủ lượng chỗ thâm tâm hướng đến của chúng sanh. Lấy trí lực trí xứ đạo mà phân biệt chủ lượng cửa giải thoát của chúng sanh. Lấy trí lực túc mạng mà phân biệt chủ lượng trước từ đâu đến. Lấy trí lực sanh tử mà phân biệt chủ lượng chúng sanh chỗ tốt xấu. Lấy trí lực lậu tận mà phân biệt chủ lượng chúng sanh đắc niết bàn. Phật dùng 10 trí lực ấy để độ thoát chúng sanh, xét kỹ không lầm, đều được đầy đủ. Do vậy, tuy Phật có vô lượng lực mà chỉ nói 10 trí lực ấy. Lại nữa, trí lực biết có lẽ ấy, không có lẽ ấy, quyết định biết từ nhân duyên ấy, sanh ra quả báo ấy. Trong đó tổng nhiếp 9 trí lực, vì muốn độ chúng sanh nên ở trong trí lực đầu phân biệt ra 9 thứ. Vì cớ sao? Vì chúng sanh thế gian này hiện tiền thấy lúa, từ giống lúa sanh ra mà còn không biết được, huống là nhân duyên và quả báo của tâm tâm số pháp. Phật đối với nhân duyên quả báo trong ngoài khắp biết rõ ràng, cho nên gọi là lực. Phật biết chúng sanh ấy do nghiệp phiền não nên bị trói buộc, do tịnh thiền định tam muội giải thoát nên được giải thoát. Ba thứ nghiệp các phiền não nhẹ nặng sâu cạn thô tế của chúng sanh trong ba đời, Phật đều biết khóc, cho nên gọi là lực. Các thiền định giải thoát tam muội và nhân duyên giải thoát lớn nhỏ cạn sâu của hết thảy chúng sanh, Phật đều biết khóc, cho nên gọi là lực. Chúng sanh độ căn vì thân đời sau nên gây nhân duyên tội phước, người lợi căn thì vì muốn được không tái sanh nên nhóm các nghiệp. Phật đều biết tướng trạng căn cao thấp tốt xấu ấy, cho nên gọi là lực. Biết các chúng sanh có hai thứ dục lạc là nhân duyên cho căn cao thấp, hai thứ dục lạc lành và dữ khác nhau nhiều thứ, Phật đều biết khắp, cho nên gọi là lực. Vì hai thứ dục do hai chủng tánh làm nhân duyên nên biết khắp chỗ thâm tâm đến đâu của chúng sanh, cho nên gọi là lực. Hết thảy chúng sanh do các chủng tánh nên hành hai đạo là thiện đạo và ác đạo, chỗ đi đến của các pháp môn, Phật đều biết khắp, cho nên gọi là lực. Nhân duyên quả báo trong đời quá khứ, vị lai, trí tuệ vô ngã, ấy là trí lực về kiếp trước, sống chết. Biết nhân quả quá khứ, vị lai rồi, rõ biết phương tiện diệt hoại sự tương tục của nhân duyên quả báo, ấy là trí lực lậu tận. Phải biết hai thứ nhân duyên trong ba đời, phân biệt chủ lượng, căn cơ dục tánh của chúng sanh, vì làm cho họ dứt hết lậu hoặc mà thuyết pháp, ấy là trí lực lậu tận. Hỏi: thế nào là lực biết có lẽ ấy, không có lẽ ấy? Đáp: phải biết định tướng nhân duyên quả báo của hết thảy pháp. Từ nhân duyên ấy sanh quả báo như vậy, từ nhân duyên ấy không sanh quả báo như vậy. Vì cớ sao? Vì như trong kinh Đa Tánh nói tướng trạng có lẽ ấy, không có lẽ ấy. Như nữ thân làm chuyển luân thánh vương không có lẽ ấy. Vì sao? Vì hết thảy nữ nhân đều hệ thuộc nam tử, không được tự tại. Nữ nhân còn không được làm chuyển luân thánh vương, huống là làm Phật. Nếu nữ nhân được giải thoát niết bàn cũng nhân nơi nam tử mà được, không có tự nhiên đắc đạo, hai chuyển luân thánh vương cũng ra đời một lúc, không có lẽ ấy. Vì sao? Vì không có oán nghiệp, hai chuyển luân thánh vương còn không đồng thời, huống gì hai Phật. Nghiệp mà được hưởng quả báo vui không có lẽ ấy. Ác nghiệp mà được hưởng quả báo vui không có lẽ ấy. Ác nghiệp còn không thể được cái vui thế gian, huống là cái vui xuất thế gian. Nếu ác nghiệp mà được sanh lên cõi trời không có lẽ ấy. Ác nghiệp còn không thể được sanh cõi trời, huống gì là được niết bàn. Bị năm triền cái ngăn che tâm tán loạn, để bỏ việc tu bảy giác phần mà đắc niết bàn không có lẽ ấy. Bị năm triền cái ngăn che tâm tán loạn, để bỏ việc tu bảy giác phần còn không được thanh văn đạo, huống là Phật đạo. Tâm không bị che lấp,
thì Phật đạo còn có thể được, huống chi Thanh Văn đạo, các việc có lẽ ấy, không có lẽ ấy như vậy, như Phật đã dạy ở trong kinh Đa Tánh. Các luận nghị sư nương theo lời Phật giảng rộng ý nghĩa, có lẽ ấy, không có lẽ ấy, như nếu nói Phật còn có tội lỗi, khuyết thân, hoặc các hiền thánh mà cầu học với thể ngoại đạo, hoặc các hiền thánh tự nói ta là Phật, hoặc các hiền thánh mà đọa vào ác đạo, hoặc kiết sử đã bị dứt nhờ thấy lý tứ đế mà còn phát sanh lại, hoặc các hiền thánh còn che giấu tội, hoặc tu đà hoàn mà còn thuộc trong 25 hữu, 25 cõi, tất cả đều không có lẽ ấy, như phân biệt nói rộng trong mục hiền thánh. Người phạm tội ngũ nghịch, năm hạng người bất hoàn môn, phi nam, phi nữ, chúng sanh đọa bốn đường ác, người châu uất đa la việt, quyến thuộc ma, người bị ma chướng, ba chướng ngăn che, nếu nói những người ấy đắc đạo, không có lẽ ấy. Khinh người thuyết pháp, khinh pháp, tự khinh, phá giới, ngu si, nếu nói họ được đầy đủ thiện pháp, thì không có lẽ ấy. Tự nói ta là Phật, đem thân miệng không sám hối mà mong thấy Phật, hoặc có tội phá tăng không sám hối mà mong thấy Phật. Tà định vào chánh định, chánh định vào tà định, chánh định vào bất định. Ngoài Phật pháp riêng có người thật đắc đạo, thân ưng đắc đạo, thân ưng đắc đạo hoặc bị chết, đều không có lẽ ấy. Trừ nhân duyên sanh thức ra, ngoài danh và sắc còn có pháp, không có lẽ ấy. Phật sai sứ giả, việc chưa thành hoặc bị ngăn ngại, không có lẽ ấy. Nhập vào tứ tâm tam muội mà hoặc do nhân duyên khác làm chết, nhập vào diệt tận định ở trong địa vị kiến đế đạo mà hoặc bị chết, đều không có lẽ ấy. Hoặc hại Phật và Phật mẫu, không có lẽ ấy. Con gái báu vo lớn vị thần chủ kho tàng, vị thần chủ quân binh, chuyển lên thánh vương mà hoặc bị chết ở trong thai, mẹ con chết yểu, đều không có lẽ ấy. Người ở châu uất đà la việt, nữ bảo Phật mẫu, mạng chung thân sau đọa vào đường ác, đều không có lẽ ấy. Hữu vi thường, niết bàn vô thường. Kẻ phàm phu có thể dứt kiết sử của cõi phi hữu tưởng phi vô tưởng, tu thánh đạo trong hết thảy thiền định thủ tướng vô lậu đạo, làm nhân cho hữu lậu, hoặc đất tướng ướt, nước tướng cứng, lửa tướng lạnh, gió tướng đứng yên, đều không có lẽ ấy. Vô minh không thể sanh các hành, cho đến sanh không thể sanh già chết, không có lẽ ấy. Hai tâm cùng một lúc phát sanh, năm thức thân có thể phân biệt thủ tướng, hoặc dính hoặc lìa, có thể khởi lên thân nghiệp, khẩu nghiệp, hoặc ngủ, hoặc vào thiền định, đều không có lẽ ấy. Chỉ năm thức tương tục sanh, không sanh ý thức, chỉ năm thức thân đắm hữu tương tục, chỉ năm thức thân có thể duyên danh, có thể duyên tướng, có thể duyên vô sắc pháp, có thể duyên quá khứ vị lai, có thể duyên pháp lìa ba đời. Chỉ năm thức thân có cảm xúc ghét, cảm xúc sám, tù thiền định hoặc lãnh thọ luật nghi giới thiện, luật nghi bất thiện, hoặc yêu hỷ, hoặc có không giác không quán, hoặc tăng ích các căn, đều không có lẽ ấy. Tí thức thiệt thức là hữu phú vô ký, thức thứ sáu của kẻ phàm phu xa lìa ngã hành, không có lẽ ấy. Như vậy có vô lượng việc, không có lẽ ấy cũng như vậy. Phải biết có lẽ ấy, không có lẽ ấy, phân biệt chủ lượng để thuyết pháp cho người có thể độ, và làm nhân duyên cho người không thể độ. Ví như thầy thuốc giỏi, biết bệnh trị được, bệnh không trị được. Thành văn bích chi Phật sự biết còn ít, vì ít cho nên hoặc muốn độ người mà không thể độ, như thủ la đáng độ mà không độ, như người không được xá lợi phất độ. Phật không có việc ấy, không thể phá hoại, không thể hơn, vì Phật biết cùng khắc, đó là trí lực đầu, nghiệp báo trí lực, tác nghiệp của thân miệng và vô tác nghiệp từ nó sanh ra, nghiệp thọ giới, nghiệp ác, nghiệp sanh ra theo ngày đêm, nghiệp dụng sanh tội phước, nghiệp ấy Phật lược nói nhiếp vào ba chỗ, ấy gọi là hết thảy nghiệp dụng. Phật biết hết thảy chúng sanh có nghiệp ở quá khứ, quả báo cũng ở quá khứ, có nghiệp ở quá khứ mà quả báo ở hiện tại, có nghiệp ở quả quá khứ, quả báo ở vị lai, có nghiệp ở quá khứ mà quả báo ở quá khứ hiện tại, có nghiệp ở quá khứ, quả báo ở quá khứ vị lai, có nghiệp ở quá khứ, quả báo ở hiện tại vị lai, có nghiệp ở quá khứ, quả báo của quá khứ vị lai hiện tại, nghiệp hiện tại cũng như vậy. Lại nữa, trong thiện tâm thọ nghiệp báo, thiện bất thiện vô ký, trong bất thiện tâm vô ký tâm cũng như vậy. Lại nữa, do nhân duyên nghiệp vui nên thọ quả báo vui, nhân duyên nghiệp khổ nên thọ quả báo khổ, nhân duyên nghiệp không khổ không vui nên thọ quả báo không khổ không vui, nhân duyên của nghiệp hiện báo nên thọ quả báo hiện tại, nhân duyên của nghiệp sanh báo nên thọ quả báo khi sanh ra ở đời kế tiếp,
Nhân duyên của nghiệp hậu báo nên thọ quả báo khi sanh ra ở các đời sau đó. Do nhân duyên của nghiệp bất tịnh nên thọ quả báo khổ não. Nhân duyên của nghiệp tịnh nên thọ quả báo không khổ não. Nhân duyên của nghiệp lẫn lộn nên thọ quả báo lẫn lộn. Lại nữa, có hai thứ nghiệp là nghiệp chắc chắn thọ báo và nghiệp không chắc chắn thọ báo. Nghiệp chắc chắn thọ báo thì không thể xa lìa hoặc đợi thời, đợi người, đợi chỗ mà thọ báo. Như người có phước nên cùng với Chuyển Luân Thánh Vương thọ phước, đợi lúc đời tốt Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện, lúc ấy mới thọ báo, ấy là đợi thời. Đợi người, người tức Chuyển Luân Thánh Vương, đợi chỗ là chỗ Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện. Lại nữa, nghiệp chắc chắn thọ báo ấy không đợi kỹ năng, công huân hoặc xấu hoặc tốt, không cầu nó tự đến. Như người sanh cõi trời phước lạc tự đến, người sanh địa ngục tội khổ tự đến, không đợi nhân duyên, vì nghiệp này sâu nặng vậy. Lại nữa, nghiệp chắc chắn thọ báo như quân của vua Tỷ Lưu Ly giết 72.000 người đắc đạo và vô số yêu bà tác thọ ngũ giới, dù có đại thần thông như Mục Liên cũng không cứu được. Như Bạt Câu La bị mẹ kế quăng vào trong lửa, trong nước sôi, trong nước mà không chết. Như Phật du hành các nước, đi xuất gia đi khất thực, không cần cúng đồ ăn mà 500 cỗ xe chở đồ ăn của vua do nghiệp mà hiện sanh ra gạo cứng, khi ăn đủ trăm vị. Các nghiệp thiện ác như vậy chắc chắn thọ báo, ngoài ra không chắc thọ báo. Cõi dục là chỗ thọ ba thứ nghiệp báo, là nghiệp thọ quả báo vui, nghiệp thọ quả báo khổ, nghiệp thọ quả báo không khổ không vui. Cõi sắc là chỗ thọ hai thứ nghiệp báo, là nghiệp thọ quả báo vui, nghiệp thọ quả báo không khổ không vui. Cõi vô sắc là chỗ thọ một thứ nghiệp báo, là nghiệp thọ quả báo không khổ không vui. Hoặc đợi việc là đường nơi việc ấy mà được thọ quả báo, như trong ao của vua Phất Ca La Bà, xanh hoa sen sắc vàng ngàn cánh, lớn như bánh xe, nhân đó mở đại hội vui chơi mà có nhiều người xuất gia đắc đạo. Phật biết chỗ tất cả chúng sanh tạo nghiệp, hoặc ở cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Ở cõi dục thì ở đạo nào, nếu thiên đạo thì ở trời nào, nếu trong nhân đạo thì thiên hạ nào, nếu ở châu Diêm Phù Đề thì ở quốc độ nào, nếu ở nước ấy thì ở thành nào, tụ lạc nào, nếu ở thành ấy thì ở làng nào, xóm nào, nhà nào, chỗ nào. Biết nghiệp ấy lúc nào làm, quá khứ một đời, hai đời, cho đến trăm ngàn vạn đời, quả báo của nghiệp ấy bao nhiêu đã thọ, bao nhiêu chưa thọ, bao nhiêu chắc chắn thọ, bao nhiêu không chắc chắn thọ. Biết sử dụng sự vật thiện hay bất thiện, đó là đao gậy, dạy bảo giết, tự tay giết, sai người giết, các nghiệp ác khác cũng như vậy. Nghiệp lành cũng như vậy, biết bố thí chỉ giới tu thiện như vậy. Trong sự bố thí những gì đất đai phòng xá y phục uống ăn thuốc thang đồ nằm tài vật bảy báu, trong sự trì giới tự nhiên giới, giới từ tâm sanh, giới miệng nói, một hành giới, ít phần giới, nhiều phần giới, mãn phần giới, giới một ngày, bảy giới thiện đạo, 10 giới, giới cụ túc, giới định cộng. Trong phước lành tu sơ thiền, nhị tam tứ thiền, từ tâm bi hỷ xả tâm, như vậy là những nhân duyên của thiện nghiệp. Nếu sân tham, nếu sân hận, nếu sợ hãi, nếu tà kiến, nếu ác tri thức là những nhân duyên của ác nghiệp. Nhân duyên của phước nghiệp là hoặc tin, hoặc thương xót, hoặc cung kính, hoặc thiền định, hoặc trí tuệ, hoặc thiện tri thức, đó là những nhân duyên của thiện nghiệp. Các nghiệp ấy tự tại, hết thảy trời người không thể chuyển đổi các nghiệp ấy. Trong ước ngàn vạn đời, nó thường theo dõi chúng sanh không rời, như chủ nợ theo người mắc nợ. Khi có đủ nhân duyên, liền cho quả báo như hạt giống trong đất. Khi đủ nhân duyên, thời tiết hòa hợp liền sanh. Nghiệp ấy khiến chúng sanh thọ sanh trong sáu đường nhanh như tên bắn. Hết thảy chúng sanh đều có phần nghiệp báo như cha mẹ để lại tài sản. Các con đều có phần thích đáng. Khi quả báo của nghiệp ấy đến nơi không thể ngăn dứt được, như ngọn lửa lúc kết tận, tùy chỗ chúng sanh đáng được sanh đến an trí mọi nơi, như vua nước lớn tùy người xứng đáng mà ban cho chức quan. Khi mạng chung nghiệp ấy đến phủ kín tâm người ấy, như núi lớn ánh lên mọi vật.